Xin chào quý thính giả, đã trở lại kênh chuyện ma hàng bảo kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh chuyện ma hàng bảo kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện tối đêm nay thì bảo xin uh, gửi đến các bạn một câu chuyện của ông hai lời thì ông hai uh, quê ở an giang thì ông có chia sẻ một cái câu chuyện uh, theo như ông nói là một câu chuyện xa xưa thì uh, câu chuyện này ngay cả ông nghe đó ông cũng thấy có một cái gì đó nó rất là quyền huyển nhưng mà do từ nhỏ uh, có nghe người lớn kể về cái câu chuyện xa xưa đó uh, ông nghe sao thì ông kể lại vậy À, bây giờ bảo cũng nghe ông kể sau thì bảo sẽ kể lại như vậy <laughs> rồi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nha câu chuyện này nó xa xưa lắm cũng không biết cái mốc thời gian nào thì câu chuyện kể về một cái cái xóm và cái xóm này có một con quỷ quỷ này không phải là những con quỷ bình thường những con quỷ bình thường thì nó ở giống như ở bụi cây rồi cái cây lớn hay là hốc đá hay là một cái gì đó nhưng con quỷ ở trong cái xóm này á, là một con quỷ thành tinh và khi nó đã thành tinh rồi kiểu như nó hiện thành người vào ban đêm đó cả nhà đi vào ban đêm á. và nó hại người ta rất là dữ <laughs> thì trong một cái xóm đó đó lúc đó là cái thời điểm đầu nó về á, bà con người ta không có biết nhưng mà tự nhiên người ta thấy được một cái cảnh tượng lạ thì hồi đó người ta hay không có gọi như mình cái xóm mà không có đường vô gia đâu giống như là cái xóm làng là đi vô cái vùng này là ừ có cái đường đi vô của cái làng cái xóm này à, đi sẽ kêu là đầu đầu làng và cuối làng đầu làng cuối xóm rồi đó kiểu vậy thì có một cái bữa đó bà con trong đó ai cũng nuôi chó cho nuôi chó rất là nhiều thì tự dưng bữa đó những con chó nó không ở trong nhà vào khoảng 12 giờ đêm á, thì dù cho con chó mà không có bị nhốt có nghĩa là không có cột nó lại á, mà thường đó là con chó ai cột lại lắm tất cả những con chó nó chạy dạt xuống cuối sớm hết trơn mà nó da nó chạy như thể là bị người ta rượt mà bắt nó ăn thịt vậy đó. nó chạy không còn biết cái gì trên cứ vậy mà nó chạy hoài thì một hai con chạy người ta không phát hiện nhưng mà nhiều con quá chạy chạy dầm rập rập ra ngoài vậy đó thì bà con ở đây hay rồi cái người mới dòm ra ừ. ngoài thấy rồi cái mới la lên thì sớm chờm người ta nghe người ta cũng giật mình tỉnh giấc người ta ra người ta coi lạ một điều là không có một người chủ nào có thể kêu con chó mình về được hết nó ùa đi vậy đó đến sáng ngày mai khoảng 9 giờ thì nó đi về nhưng mà đêm đó là nó ùa nhau đi hết trơn thì đây là cái sự báo hiệu Cái đêm đó con quỷ nó vô làng Mà bà con không biết Mọi người tuy là thấy cái điều lạ Nhưng mà vẫn sinh hoạt bình thường như vậy Chứ không phải là 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 à, Nghĩ ngợi gì lung tung Tại vì thời điểm xa xưa đó Nghe như bà con người ta hay nói á những cái việc mà tâm linh này nọ rất là nhiều còn dữ hơn mình bây giờ dữ lắm và hồi đó kiểu như có có quỷ mà thành tinh nó quá ngừ là cái chuyện đó không phải hiếm đâu cái xóm này á mình nói sơ qua cái giới thiệu của xóm này chút xíu là một xóm chờm bà con ở rất là đông đúc đông hơn so với những cái xóm làng khác một cái khu vực của nó giống như là chỗ gần cái chợ để người ta có thể tới và buôn bán trao đổi hàng hóa các kiểu này nọ rất là nhộn nhịp luôn Bởi vậy bà con người ta đổ xô về đây ở rất là nhiều Công việc để làm khuân vác Rồi uh, làm đồng, làm ruộng Hay thậm chí là làm những cái việc mà uh, Bán buôn bán này nọ Chắc là nhộn nhịp nha Thì thời đó cũng kiểu như là buôn bán đồ chồm hởm vậy thôi Chứ không có phải nó nhộn nhịp là Ừ lợi phải có sạp, có này cái kia nó sang trọng Không phải nghe cả nhà Thì cũng có người bán nhiều trái cây cũng có người bán một hai con vạc cũng có người bán một hai nắm rau nói nói chung là có gì bán nấy thành ra là cái xóm này rất là đông nha mọi người nên nhớ như vậy <laughs> mà hồi đó đó người ta rất là tin tưởng ở đình miếu thì trong xóm này có một cái cái tạm gọi là một cái đình không đủ lớn không lớn như những cái đình bình thường khác thì cái đình đó trong đình nó có một cái ông từ Ông Từ đó ở đó để giữ giữ đình cũng như là hương khói này nội rộng ngủ trong đó luôn. Còn những người có cái chức sắc trong đình đó thì mỗi khi tới cái ngày của sớm làng hay đem cái ngày đó ra là một cái ngày giống như cái ngày lễ trong đình thì những người chức sắc họ mới vào để mà cúng đình các kiểu. Còn bình thường là chỉ có một mình ông Từ thôi thì cái hôm đó đó ông từ ông đang ngủ mà trong đình này là không có thờ thần nghe cả nhà thờ thần là cái đình ở cái xóm kia là lên trên đó mới mới mới, mới là cúng cúng thần còn trong cái đình này á, là kiểu như hồi đó vong linh giữ rồi người ta mới lập cái đình lập ra cái miếu á, mà lớn miếu quá lớn người ta kêu là cái đình cũng không có được công nhận đó là đình nhưng mà bảo tạm gọi là đình đi cho nó dễ kể đó nha nhưng mà thờ trong đó là chủ yếu là những cái dông linh vất vưởng thôi và những cái dông linh họ rất là, là là linh ứng trong cái làng xóm và người ta lại cầu nguyện rất là được nhiều cho nên là trong lòng của người dân xem những cái 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 cái, cái dông linh mà linh hiển đó giống như một người thằng chứ thật ra không phải là thờ thằng đó thì cái hôm đó cái ông đình ông ngủ đêm hôm ông ngủ như vậy đó cái ông mới thấy. Ông thấy là cái tiếng giống như người ta dọn đồ vậy đó. Mà rất là nhiều cái âm thanh nghe. giống như kiểu mà năm sáu người đang dọn đồ. Ông nghe cái âm thanh đó phát ra trong cái đình á, ông nằm ngủ thì ngoài cái gì ngoài đây nằm. Ông mới nó nói trong bụng là ông nói, ủa sao giờ này mà ai vô trong đình dọn dẹp cái gì cả. Ông mới ngước lên ông ngước vô ông dòm, ông ngồi gì làm cơm ngồi dậy ngước vô ông dòm. Thì trong đình năm sáu người đi ra mà đặc biệt một điều là ông không có nhận ông không nhìn ra cái mặt của ai cả dòm thì đàn ông có đàn bà có nhưng mà không dòm được rõ cái gương mặt của những người đó thì mấy người này mới nói với ông vậy nè thôi tôi đi nghe ông từ theo thôi tụi tôi đi nghe ông từ nó kiểu vậy ông mới nghe ông nói ủa mấy mấy người là ai mà sao mà nói đi là sao thì mấy người này mới đi ra khỏi cái đình quay vô giờ mỏng Mà nói vậy Thì cái người nói là cái người giống như đứng đầu trong những cái người đi ra Cái giọng nói hơi lớn tuổi nha Ông mới quay vô ông nói Ông nói nó tới nó về rồi Tụi tôi ở đây không yên với nó Thôi tụi tôi đi Ông Từ cũng coi kiếm chỗ khác đi luôn đi Ủa mà nó về là ai? Ai mà về? Rồi tôi kiếm chỗ khác đi là sao? Nhưng mà ông muốn định bước ra Ông coi coi là mấy cái người này á Là người nào Mà sao đi từ trong đình đi ra như vậy Có điều ông vừa bước khỏi cái giường Ông chờm ra phía trước rồi ông giật mình Ông thức dậy và lúc này ông té từ trên giường té xuống May mắn mà ông không có bị gì hết trơn á Nhưng mà những cảnh vặt nãy giờ Ông thấy vậy làm sao làm sao y như thật Y như thật luôn Ông lờm cờm ngồi dậy đi Ông nói Ủa vậy là mơ hay là thật đến cả ông cũng không có nhận ra lúc đó là mơ hay là thật nữa nhưng mà cuối cùng có lẽ ông nghĩ đó là mơ đó. thì ông mới ngồi đó ông nghiệm ông ngủ ngơi không được trong lòng ông văng lên một cái gì đó rất là bất an ông ngủ ngơi không được sáng ra ông chạy qua cái ông mà giống như là cái ông này mình sẽ gọi ông là cái ông trưởng sớm đi chạy qua cái ông trưởng sớm ông cũng có quyền quyền quyết định những cái việc ở trong đây mới đi ra nói bây giờ tôi nói với ông vậy Hồi tối đêm qua đó Chắc có lẽ tôi mơ Mà giấc mơ của tôi y như thật Tôi nhìn thấy Ở trong đình á Năm sáu bóng người đi ra Tôi không dòm rõ mặt nha Nhưng mà cái kiểu cách ăn mặc á Giống như thể mà bà con mình hay cúng những cái đồ Đem lợi và đốt cho những cái dông linh đó Cái ông trưởng sớm ông mới nói Vậy là ý ông sao Ý ông nói là những cái người dọn đồ đi là những cái vong hồn ở trong cái đình của mình đó hả tôi tôi đoán vậy mà không biết nó có phải vậy hay không thì hai ông mới bàn bạc với nhau ông trưởng sớm mới nói vậy nói thôi bây giờ ông về ông cúng đi nếu mình thường thường linh thì ông về ông cúng ông cúng xong rồi ông xin keo như thường ngày thử coi sao ông từ ông mới về ông làm y chang như cái lời ông trưởng sớm vậy đó ông cúng ông xin thì xin cũng có cách được hay không rồi cũng chẳng có đi đến cái quyết định gì cả bởi vì chưa có xảy ra một cái hiện tượng gì khiến cho những cái người ở đây phải đi làm gì có chuyện đó mà lúc đó người ta cũng ngờ là cũng vượt theo kiểu là ừ không lẽ có cái vị nào muốn về ngự trong cái đình này người ta cũng ngờ vượt cái vấn đề đó thành thử ra là không thể nào quyết định một cái gì cả thì tối đêm đó ông từ ông ngủ tối đêm đó ông ngồi ông về ông ngủ cái ông đang ngủ như vậy đó thì một người mới đi lại và khiêu ổng khiều ổng thì ổng mới mở mắt ra mở mắt ra ổng dòm ổng mới dòm ra ngoài ổng thấy có một người đứng và cái người này và cái người này cũng là cái người mà tối đêm hôm đứng ra nói chuyện với ông từ ông dòm được cái dốc dáng ăn mặc y chang không khác gì cả ông mới định là Bật dậy để hỏi cho rõ coi cái 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 vị này là cái vị nào mà tại sao nói với mình như vậy nhưng mà ông bật vậy không được thì cái ông đó mới nói bây giờ ông nằm đó đi, tôi không cho ông ngồi vậy, ông ngồi vậy không có được đâu. ông từ ông nghe nói vậy là ông biết rồi, này đâu phải người, cái này là chắc cái vị gì á, hay hoặc là giống như mình dự đoán, ông là một cái người đã từng ở trong cái miếu cái đình này ra. thì ông từ ông mới nói, ông nói vậy chứ sao mà à, có cái sự việc đêm qua, mà mọi người muốn nói với tôi cái gì, ông này ông mới nói á tôi nói á, ông nghĩ ông đi đi ba ngày nữa đó là nó về nó về là nó chiếm cái chỗ này nè tôi thấy ông hồi đó đó ông hương khó cho tụi tôi mang cái ơn ông cho nên là trước khi đi tụi tôi đảo về tôi nói cho ông nghe tụi nó đang đợi ở ngoài kia kìa tôi nói cho ông nghe một lần nữa ba ngày nữa nó tới đó ông tự mà ông quyết định đó. ông ở lại ông chết ông dám chịu tụi tôi báo cho ông biết là trả ơn cho ông đó nói xong thì cái người này mới quay mặt đi Đến khi mà đi khuất mất tiêu mất dạng luôn rồi á Ông Từ mới có thể là nhúng nhích được thân thể Ông mới bật dậy thì bữa nay không phải là mơ rồi Bữa nay á là cái sự thật hiển nhiên người ta cho ông thấy Hồi đó thì những cái việc tâm linh khi mà ma hiện hình cho thấy này nọ đó Rất là nhiều rất là nhiều chứ không phải như mình bây giờ nha thì không cần đợi sáng gì cả khuya đêm đó ông tự ông chạy lại cái nhà ông trưởng sớm ông mới vô rồi ông mới kể lại cho ông trưởng sớm nghe là cái vị đó là là nói với tôi như vậy đó mà nói là tôi ở tôi chết tôi chịu rồi bây giờ ông uh, tính làm sao ông trưởng sớm ông mới uh, kêu ông kêu mấy cái người con cháu ông á là đi kêu những cái ông mà có chức vị ở trong làng trong sớm lại thì mới hợp với nhau. thì khi hợp á, ông trưởng sớm ông mới kể cái sự việc của ông ông từ ra, rồi ông từ cũng đính chính những cái việc đó là có thật. rồi bây giờ hỏi ý kiến của mọi người, đa phần thì mọi người cho rằng đây là một cái vị gì đó về. số ít cho rằng nên dẹp cái 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 đình nó đi là bởi vì lúc trước á, cái này là cái miếu mà cái miếu lập hơi lớn sau này cũng gọi là đình gọi là mình tự gọi chứ chưa bao giờ có cái bản hiệu là đình mà bây giờ là những vị ở trong đó những cái người ở trong đó người ta ở lại trong cái đình này người ta tu á rồi mình hương khói cho người ta người ta phù hộ cho làng sớm mình mà bây giờ họ đã cuốn gói họ đi như vậy rồi thì thôi bây giờ mình gỡ nhưng những người có cái suy nghĩ đó rất là ít số còn lại số đông còn lại là nói bây giờ theo như họ nói á, là cái chỗ mà đã linh ứng cái chỗ mà những dông linh trước họ tu họ ở như vậy rồi bà con tới khắn vái và cái vị thần nơi đây muốn lại đó để nhận cái hương quả đó vì vậy mà mình chẳng những không được gỡ bỏ cái đình sợ là bắt kính như bề trên mà mình còn phải làm đúng nghi thức để rước ba ngày sau là rước người đó về rồi xin với cái 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 vị đó là cho ông từ ông ở lại trong đó ông tiếp tục ông canh giữ thì mọi người tính sao đó thì khi mà bàn bàn luận như vậy phải đưa đưa ra cái ý kiến đa số sẽ thắng tiểu số chung quy là mọi người quyết định y chang như vậy có nghĩa là họ quyết định sẽ đón rước mặc dù không biết tới giờ nào nhưng mà trong cái ngày đó họ sẽ làm cái lễ như thể là đang đón rước về ở trong cái đình này hỏi ý ông Từ bây giờ ông nếu mà ông sợ đó thì thôi bây giờ ông không cần ở đó Tụi tôi sẽ đi tìm một người khác để mà ở ông Từ mới suy nghĩ bản thân ông thì hồi nào tới bây giờ cái sức khỏe ông yếu rồi mà vợ của ông Từ á, thì cũng đã mất rồi ông còn có mình ơn nè à? không có con cháu gì cả tha phương cầu thật tới đây lúc đó bà con thương bà con cho ở trong uh, uh, trong cái đình này rồi cái hương quả bà con cúng kiến rồi cũng trả công cho ổng này nọ ổng sống khỏe cái, cái, cuộc đời của ổng thì bây giờ ổng nghĩ nếu như mà ổng có chết thì cũng chẳng có ảnh hưởng đến ai chứ bây giờ để người khác vô lỡ người ta bị cái gì người ta chết á ổng lại rai rứt tính nông từ cũng tốt thì ông mới quyết định là thôi bây giờ cứ đưa làm y gian như mọi người nói đi là đêm đó tôi sẽ vô tôi xin để tôi được ngủ trong đó cái ngày hôm đó Ông trưởng sớm cũng đi thông báo với bà con Thì người nào rảnh rỗi thì lợi Nói chung người ta lợi rất là nhiều Bởi vì hồi đó người ta tin tâm linh dữ lắm Lợi rất là đông nha Rồi người như cái này người kia cái kia Hùng hạp vô Rồi làm thành những cái bàn cổ Rồi cúng kiến này nọ rất là linh đình Coi như là, 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 cúng rất là nhiều Rồi gần chợ nó với lại bà con ở đây Nói chung người ta cũng sung túc Cuộc sống nó cũng sung túc Chỗ mà phát triển mà rồi buôn bán này nọ các kiểu trên tiền bạc người ta có cái người ta mới mua đồ này nọ làm trang hoàng lắm mà đâu có biết đâu cái lúc đó là rước con quỷ về đúng ba ngày sau y chang như cái lời đó nói nghe cái tối đó người ta mới nói ông từ ơi bây giờ ông ngủ một mình hay là có người qua ngủ chung với ông mấy ngày đầu ông từ ông nói thôi để tôi ngủ một mình thôi thì ở đầu cái mọi người mới đi về thì những người kia người ta tuy là hiếu kỳ người ta tin vào những cái suy đoán của những cái người có chức sắc ở trong sớm nhưng nếu mà nói người ta ở đó rình thì người ta không dám bởi vậy họ mới về họ về nhưng mà trong lòng họ rất là là hồi hộp kiểu như là chờ mong coi là ông từ đêm nay ngủ có cái gì hay không bởi vì nghe trước đó là nếu mở lỡ ông chết ông chịu đó cái ông từ ông mới quyết tâm ông ở lại đi ông cúng kiến đến khoảng 8 giờ tối á thì ông Từ là một cái người đâu phải tự nhiên các bạn, đâu phải tự nhiên mà ngủ được trong cái cái đình đó mà hồi trước là cái miếu. Là người ta dông linh người ta rất là linh. Mà ông ngủ trong đó được là các bạn biết ông đâu có thường đâu. Ông Từ không phải thường, có một cái là bùa chú này nó không rành nhiều thôi. Nhưng mà ông vẫn biết cả cái cảm nhận ông rất là chính xác. Thì lúc đó đâu có 8 giờ mấy á, ông mới cảm nhận là ở bên trong á là nó vô đó ngồi rồi. Có cái vị nào vô ngồi trong đầu ông tự suy nghĩ là cái vị nào vô đó ngồi nghe chứ không biết quỷ. Cái ông ơi ở ngoài đây ông ngồi đó đó, ông cũng thắp nhang này nọ, xong xuôi đâu đó rồi ông mới khấn. Ông nói bây giờ là tôi biết là uh, quý uh, quý ngài về rồi và quý ngài hiện tại là đang ở bên trong tôi cảm nhận được. Thì buổi sớm á tôi cũng đã xin rồi để cho tôi được ngủ ở đây quý ngài có cho tôi ngủ thì cho tôi biết thì ông nói xong xuôi đâu đó rồi nha ông mới đi lại cái chỗ ngủ của ông á ông nằm xuống chứ thật ra là ông không ngủ và lúc đó ông từ dây thần kinh nó căng đét hết trơn nói gì nói chứ đứng trước cái lĩnh vực sống chết ai cũng phải như vậy thôi ông mới nằm ông nằm ông cứ để ý ở trong ở trong có cái rục rịch gì ông cũng nghe thậm chí đến cái tiếng mà cái con côn trùng nó bò tới bò lui ông cũng nghe nữa ông tập trung đến mức độ như vậy đó thì im ru mà nghe đến khuya đến khuya thì ông từ vẫn không ngủ vẫn không ngủ nhưng mà lúc đó là một điều là khi đó ông nằm là ông quay mặt ra ngoài cái hướng cái lưng như trong cái đình này. ông mới nghe nói chuyện nó sao quá bây giờ cho mày ngủ mà ngủ mày giữ cho tao nghe chưa không có được đụng chạm gì đồ trong đây của tao hết trơn á mày ngủ ở đây mày giữ cho tao là được rồi nói xong là mất tiêu cái người ổng cứng hết trơn mà hồi sao ổng mới là cửa quậy cái người ổng được ổng mới dòm vô bên trong thì ổng cảm nhận là cái cái vị đó đó mới ra nói chuyện với mình nhưng mà sau đó là đi vô bên trong rồi là không cho mình thấy thì thôi không cho thấy thì thôi ông từ mình nửa mừng nửa lo mà ông không dám suy nghĩ nhiều nha tại vì ông biết người thường mình đối diện với người thường mình suy nghĩ cái gì trong đầu chưa chắc người ta biết được nhưng mà đối với tâm linh là họ biết hết mà nghĩ gì họ biết hết ông từ ông mới ráng ông không suy nghĩ gì nhiều hết trơn cái buồn cái lo gì ông cũng đánh rạc ra ngoài trơn không có dám suy nghĩ tới À, thì ông mới ngủ cái đêm đó ngủ được nha Ông ngủ tới sáng Ông ngủ tới sáng Ông mới đi xa cái đình ra Ông ngồi cũng thơ thẳng mình vậy Người ta mới hỏi ông Người ta nói là ừ, sao vậy ông Từ là, Tối hôm ông ngủ đó vậy có sao không Ừ tôi đâu có sao đâu Bà con không thấy tôi khỏe mạnh bình thường hả mọi người nghe vậy là mừng và càng tin to tin tưởng vào cái phán đoán của bà những cái vị mà hương chức ở trong uh, sớm làng của mình họ đã đón đúng đây là cái quý ngài gì rồi chứ nếu như mà uh, một cái gì đó nó khủng khiếp mà nó đã, đã bắt mạng ông từ như cái lời cảnh báo của những cái dòng trước đó rồi họ càng tin tưởng là ở bên trong á, là có một cái vị gì đó đang ngự vì thế mà ngay từ khi ông tự ông chả thấy ông từ còn sống và trả lời như vậy bà con tấp nập ta nói truyền tay nhau mà cái mới đi súng là chỗ đó cúng kiến đồ ngon vật lạ cúng đầy hết trơn đồ ngon vật lạ cúng đầy hết trơn rồi tiền tài rồi cúng vô để cầu đó thì đến cả mấy cái ông mà chức sắc ở trong xóm um, á phải đi là đi giữ trật tự đó thì các bạn biết rồi còn ông từ thì ông không có đi về đó nha kiểu như ông không có hay luôn á bà con mua đồ cúng kiến gì đó, ông không hay cho bởi vì đất này ông đang chìm trong cái suy nghĩ ông suy nghĩ rằng ông nói là những cái vị này vị kia đó thì người ta về người ta muốn ngự á người ta sẽ làm một cái hiện tượng gì đó cho mình biết mà nếu mà cái vị gì tới đuổi đi thì những cái dông linh đó một khi họ đã đi và họ trả ơn cho mình thì họ sẽ nói là ừ mai mốt có cái vị gì đó họ về họ ngự tụi tôi phải đi nơi khác Chứ họ không nói theo cái cách mà hăm dọ và nói rằng là khuyên lơn phải đi liền, đi liền nếu không là chết. Thì chẳng lẽ đây không phải là cái vị thần gì. Với lại cái cách nói chuyện đêm qua, khi mà nói cho ông nghe đó, thì xưng theo kiểu là tao mày này nọ, còn cái những cái vị thần đó họ không xưng hô như vậy. Không hiểu sao những cái suy nghĩ đó nó không có đủ căn cứ để ông phán đoán nhưng trong lòng của ông từ thì ông cứ có một cái linh cảm linh cảm nó nói cho ông biết rằng đây không phải là 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 thần mà đây là cái gì đó nó rất là gây rợn à, ông rất ông rất là, là là, có cái linh cảm như vậy nha và mỗi khi ông ông bước về đình á, chiều giờ ông thấy bà ta cúc hương quả tùm lum hết trơn nhưng mà ông luôn luôn có cái cảm giác là nó ngồi ở trên đó nó dòm xuống mặc dù ông dòm không thấy nha nhưng ông luôn luôn có cảm giác đó và cái cảm giác của ông rùng mình ở trên tại vì sao tại vì lúc đó đó con quỷ ở cả nhà nó đang ở trên đó nên là nó đang theo kiểu là nó đang đang mừng nó đang vui vì mọi người cung phụng cho nó và nó đang dòm nó dòm coi là tên tuổi của ai rồi uh, tuổi gì rồi ai hợp số với nó là bắt đầu nó sẽ theo nó bắt tại vì hồi đó người ta hay cúng kiến như vậy nè thí dụ như tôi là nguyễn văn a sinh năm mấy đó à, tuổi gì rồi tôi tới đây cầu với thằng uh, cho tôi được cái này được cái kia giống như họ sợ là họ không giái tên tuổi của họ ra thì cái vị thần đó ban phước cho họ không có được chính xác. Nếu như giúp được tôi, tôi sẽ màn ăn khá giả này nọ này nọ, nọ như cái lời nguyện của tôi thì tôi sẽ cúng kiến cái gì cái gì cái gì và hứa ra với đình với với cái vị thần mà họ mà họ nghĩ rằng đó là vị thần. Tên tuổi gì nó biết hết trơn trong mấy ngày đầu thôi là cứ như là tên tuổi người nào người nào người nào sao 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 nó biết hết trơn rồi người ta mới cúng cung phụng cho nó như vậy cả nhà nó hưởng lấy những cái việc mà người ta cúng như vậy đó rồi đâu ba bốn ngày nghe ta nói ông từ ông có đâu có dám đụng vô đâu hồi đó thì ai lợi cúng kiến xong rồi á thì tàn cây nhang hoặc hết một cây nhang này nọ ông sẽ đem những cái đồ đó xuống rồi ông ăn nhờ cái nào mà ăn không hết á, thì để dành, và cái nào mà không để dành được thì đưa cho ông trưởng sớm ông chia cho mấy cái người mà người ta nghèo hay hoặc là ăn xin gì đó ông cho, còn bây giờ ta nói đồ ăn ngon đồ trên bàn cúng đầy rẫy trên ông không có dám đụng vô đi, mà ba ngày trời cái cảm giác của ông cứ có một cái cảm giác là nếu như mà bây giờ mình tiếp tục mình cung phụng cho cái 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 vị này á thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện và cái chuyện này là chuyện lớn ảnh hưởng đến bà con nó sớm rất là nhiều. Ông cứ có cảm giác đó nhưng mà hỏi ông về gần tới cái cái đình là không dám suy nghĩ. Ông không dám suy nghĩ mà ông từ thì ông được con cái là do hồi đó ông cũng sinh sống dài đây mai đó hai vợ chồng bươn chải trong cái cảnh mà âm thịnh dương suy như vậy Ông cũng có rất là nhiều kinh nghiệm và ông có cái khả năng. Ông có cái khả năng giống như là ông biết là đi đến những chỗ tâm linh là mình suy nghĩ sao là họ biết hết ông có cái khả năng là tự đuổi cái suy nghĩ của mình ra được và ông vô trong đó là ông cố tình ông suy nghĩ theo cái hướng là Ừ, cái vị này được bà con kính ngưỡng quá à, cái vị này chắc là cũng linh ứng sẽ giúp đỡ cho bà con nhiều ông cứ nghĩ nghĩ như vậy không bây giờ công quỷ là bà con ở đây hai người nào người ta tới cung phụng cúng kiến làm sao làm sao nó biết cái trong ruột trong gan luôn nữa nhưng mà với ông từ thì có thể nó con quỷ để nó bị ông từ gạt. Ông từ ông có cái mối nghi ngờ, cái mối lo âu, nhưng ông lại vô trong đó là ông suy nghĩ, suy nghĩ theo cái hướng khác, suy nghĩ theo cái hướng là con dông trong đây nó tốt, hả? và trong đầu là cái vị này tốt, vị này tốt, rồi giết nó đâu có thèm quan tâm tới ông từ đâu? Tại vì nó biết là giống như kiểu nó tưởng đâu ông từ là được ở trong đó rồi được hưởng dụng những cái đồ của nó cho và mỗi khi nó cho nó đều làm hết trơn ngay chứ nó không phải là ông từ muốn lấy cái gì xuống lấy đâu nó thì cái bữa đó cái ông ông trưởng sớm với mấy ông này ông nội nói trời ơi đồ ăn chởn quá trời sao ông từ không lấy xuống ăn rồi cái nào dư cũng làm như hồi đó đi ông từ sao mà ông để dây thinh trên bàn vậy cái ông từ ông mới trả lời ông nói là ừ, vị à, này cho cái nào lấy cái nấy chứ không có được lấy thí dụ như qua mấy ngày nó có mùi thì lợi sinh là đem đi bỏ chứ không có được mà mà lấy đem xuống tự ý ủa vậy đó ha thì ông trưởng sớm ông nghe như vậy thì ông, ông làm theo như vậy chứ ông đâu có dám mấy kiến cái cọ. Đó. cái chỉ hỏi ông từ là ủa chứ thường thường là nếu cho ông lấy cái gì á thì uh, biểu hiện như thế nào để ông biết được là cái vị đó cho ông từ ông mới kể ông nói là nếu mà tôi lợi tôi xin cái món đó đó tàn nhang nọ tôi tôi xin món đó tôi đứng trước cái món đó tôi đưa tay tôi bỡ lên á mà tôi không bị chóng mặt chóng mày hay là không có cái gì nó đè nặng trên đầu trên cổ tôi là cái món đó cho còn cái món nào mà tôi đụng vô rồi nặng dai nặng đầu nặng cổ hay chóng mặt là vị đó không cho trời ơi linh tới mức độ như vậy đó hả ông từ thì đúng rồi vị này phải linh chứ đó. rồi bà con không biết là có được nó phù hộ hay không thì cái đó không biết nhưng mà do là cái tính chất hồi đó người ta tin tưởng vào thằng linh à, cao hơn so với mình bây giờ cái ví dụ ông lợi ông kháng giá cho làm ăn khám khá thì mấy ngày đầu á đặt thí dụ nha mấy ngày đầu ông buôn bán khám khá này Nào trời ơi thằng linh giúp tôi cái thằng cho nó tôi cúng tôi kiến tôi tôi cầu khẳng. họ nghe họ họ nghe và họ uh, linh ứng họ phù hộ cho tôi thì trong khi á một đồng 10 10 đồng trăm thì bà con xứ khác sớm khác chỗ này chỗ kia cũng đi lợi cúng kiến ngay cái chỗ đó cũng lợi ngay chỗ đó mà cúng kiến thì do người ta lợi đông á thì họ buôn bán sẽ được nhiều đi qua lợi đông này nọ thì họ buôn bán nó, nó dễ dàng thôi thì họ nghĩ là vị thần nó phù hộ và nếu như 5-7 ngày sau gì đi Bà con người ta cũng bận công việc này công việc kia người ta không tới Thì buôn bán nó ít lại Thì họ nghĩ là mình có làm cái gì phạt lòng của thằng hay không Mà cái vị thằng đó lại không phù hộ cho mình Vậy là mình đã làm sai cái gì rồi Thì lại chạy lại trong cái đình đó Để mà cúng kiến là dân hương để xin là bỏ lỗi cho con. Rồi cái về mấy bữa sau buôn bán cái bữa nào được đi thì nói là ừ thằng bỏ lỗi rồi còn chưa được thì ở ừ, thằng chưa có tha cho nên là phải đi vô cúng kiến tiếp đó thì hồi đó cũng có nhiều cái 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 trường hợp như vậy lắm và nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại nó ở chỗ cái cung phụng đó không á thì cũng chưa đến đổi bởi vì ông từ á ông cảm nhận được sau khoảng một tháng thì gần như là ông xin cái nào cũng được hết trơn Ông xin bất luận một cái món ăn nào Thậm chí Là những cái đồ ngon á Ông phải đợi cho hết nhang này nọ Ông mới dám ông xin Còn cái lúc này là ông đi ngang thôi Ông cảm giác giống như ai khiều ông Nó khiều ông Nó khiều ông và ánh mắt ông lại dòm vào trong những cái món ăn đó Cũng vài lần như vậy Ông Từ mới Bị khiều này nọ Ông Từ mới lợi ông lấy cái đó, đó lên Ông lấy cái cái, cái cái món nó lên giống như cái món ngon á Cái món mà thường thường ông xin không được á Ông mới lấy lên ông lấy lên thì không bị chóng mặt cũng không bị gì cả ông mới kháng ông nói là bây giờ vậy là uh, quý ngài cho tôi phải không đó. nếu mà cho tôi á thì nâng tiếp tôi cái đồ ăn này có nó hơi nặng thì nó nâng lên cho ông ông cảm giác cái, cái đó nhẹ là liền là ông biết nó cho ông và sau đó năm bảy ngày sau nghe ông luôn luôn là cảm nhận ông muốn lấy một cái gì ông xin cái gì nó cũng, cũng được hết trơn mà trong khi cái đó là những cái đó trước đó nó không có cho đâu bây giờ nó cho như vậy nếu như mà người khác á tâm trí mà không vững sẽ suy nghĩ là rồi vậy là cái cái cái, cái vị này à, cái vị này đã chấp nhận mình rồi đã cho phép mình được hưởng dụng những thứ đồ mà à, ba tánh cúng à, để cho mình được hưởng những cái cái vật phẩm đó chấp nhận mình là một cái người giữ đình cho cái vị cái vị thánh này à, kiểu như vậy nhưng mà riêng ông từ ông luôn luôn có cảm giác một tháng mấy nay cái cảm giác ông lúc nào cũng vậy chứ nay không phải phải thằng nhưng mà không có cái cách nào để nói mà giờ nói ra cũng chẳng có giúp bích gì được gì được cả một nếu mà theo như ông si đoán á đây không phải là thằng thì không phải thằng là quỷ mà nếu là quỷ đó mà đến cả những cái dòng trước đó nó linh cỡ nào ông là người hiểu rõ nhất Mạnh mẽ cỡ nào là ông là người hiểu rõ nhất, thầy bùa mà tôi cũng trả thua đó. Vậy mà phải cuốn gói bỏ đi. Vậy thì cái con quỷ này nó cỡ nào? Thì sức của ông đâu làm được cái gì. Vì vậy chỉ là được ngày nào hay ngày nãy thôi. Nhưng mà bây giờ á nó lại cho ông cái này cái kia tùm lum hết trơn. Ông mới có một cái lối suy nghĩ. Ông nói là ủa sao bây giờ nó không có cần cái này. Thằng thì người ta đâu có chơi giống như một cái vị thần nào á thì người ta đâu có chơi những cái đồ cúng kiến của người mà sùng bái họ. Để tin tưởng họ. Thì họ luôn luôn quý những cái tấm lòng đó. Họ hưởng cái hương quả đó mà họ không chơi bao giờ. Và ông cảm nhận là nó chơi thiệt cả nhà, nó chơi. Lắm như là bởi vì người ta nói ma quỷ mà khi nó ăn cái món thì nó ăn quen và nó sẽ đòi hỏi thêm. Là y chang như cái trường hợp này luôn cái con quỷ này nó mới chơi những cái đồ vật mà người ta cúng kiến này nọ bây giờ nó cho ông từ chơi rồi nhưng mà chỉ dựa vào đó để khẳng định thì ông từ cũng chưa dám nữa ông mới ngủ ban đêm ban hôm ông ngủ nghe thì đâu nhầm khi những cái ngày mà giống như bây giờ nó không còn kiên dè gì rồi những cái ngày mà nhầm khi ông hợp cái số cái mạng của ông ông có thể thấy thì ông thấy có một cái bóng cái bóng đen sờm sò lắm là bước ra bước vô bước tới bước lùi ở trong cái cái, cái đình á nhưng mà nó chỉ là thấp thoáng thấp thoáng rồi là mắt nghe chứ không phải rõ ràng ông đình ông thấy ông cũng sợ chứ và cái cảm giác của ông sợ lắm ông nó khác xa với cái cảm giác mỗi lần mà những cái dòng linh kia họ ngự ở đây thì ông vẫn thấy nghe nhầm khi họ hiện cho cho ông thấy đó thấy hình dáng cho ông thấy mặt thôi ông vẫn không có cảm giác sợ bởi vì ông biết là họ vô hại với ông còn bây giờ á cái cảm giác của ông á báo cho ông biết là thư dữ rồi nhưng mà ông không dám suy nghĩ đi ông mới nằm ông nằm ông coi như ông không thấy gì ông mới để ý đâu mấy ngày mấy ngày đi thì cái hôm đó không biết trời xuôi đã khiến làm sao ông cũng ngủ nghe chứ không phải là ông thức ông canh gì cả cái đến cái giờ khuya đó thì ông mới cưỡng mình thức dậy thì ông thấy là cái con quỷ ông không thấy rõ nó là con quỷ nha nhưng mà ông thấy cái một bóng đen kịch vậy đó lớn lắm đi ra khỏi cái đình mà cái miệng nó lao bầu là bầu cái gì đó nghe không có rõ và nó đi ra tới ngoài đường thì nó giống như nó đứng nó nó, nó, nó chọn cái hướng đi giống như biểu lên biểu xuống hay là đi ngang đi dọc vậy đó nó chọn cái hướng đi rồi cái nó mất tiêu và trước khi nó mất tiêu nó cười nó cười dữ lắm ông từ không biết là nó đi đâu lúc này ông từ gần như là khẳng định nó là không phải là là thằng rồi không có thằng nào mà làm cái những cái chuyện mà 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 uh, mờ ám như vậy cả uh, có điều ông đâu có dám mà ông bắt nó hay là cái gì đâu trời đất ơi nó bắt chết à ông mới lo ông nằm đó mà ông lo hoài với lại ông cũng không có dám suy nghĩ nhiều và suy nghĩ nhiều nó nó về nó biết là sao mỗi lần ông muốn suy nghĩ cái gì đó ông làm bộ giống như ông đứng dậy không biết là nó có trong đây hay không có thì ông cứ làm bộ sao rồi muốn đi đau bụng quá muốn đi nó thậm chí ông hy sinh tới độ là ông cố tình ông ăn cái này cái kia vô đặng tối ông đau bụng đau bụng xong rồi ông mới đi xa cho nó ra tại ma quỷ nó kỹ những cái chỗ mà dơ dái lắm mình ở gần không chịu đâu ông mới đi xa ra thì thường thường mình đi mấy cái đó nó không có theo đó ông mới đi ra ngoài đó không suy nghĩ không nói trời ơi sao mà mấy bữa nay mình cứ bắt an hoài không biết nó đi đâu mà cứ cái giờ khuya đó giờ khuya đó là nó đi cái qua đâu hai bữa sau cái bữa đó ông từ ông đi theo kiểu là giống như nhang đèn ta cúng thì chàng giang đại hải xài biết chừng nào mà hết dầu rồi người ta cũng cúng tụm lum hết trơn á nhưng mà cái lệ á, là mỗi tháng thí dụ như mùng 2 và 16 là dù cho trong đây đồ đạc nó dư bao nhiêu thì cũng phải đi ra ngoài đó mua một số đồ về tự tay ông tự cũng cúng đó là cái lệ khi mà ông ở trong cái đình này rồi ông mới đi Ông đi thì ông có cớ ra ngoài Ông coi coi, coi gần đây bà con mình có có, có chuyện gì hay không Bởi vì cái đình nó nằm sâu ở trong á Chứ không phải là nó nằm gần chợ Có một cái là từ khi mà Cái sự linh ứng đó rồi Thì bà con người ta ta tới lui hài rầm Nhìn thấy nó náo nhiệt vậy thôi Chứ cái đình chỗ cái sớm này vẫn náo nhiệt Nhưng mà đối với cái đình đó là lúc nào nó cũng vắng Nhưng mà bây giờ nó lại đông người như vậy Cho nên á là Ai nấy đều biết được rằng là do cái sự linh ứng bà con mới tới cũng nếu như vậy ông từ ông mới đi ra đi rồi ông mới hỏi hai người này người kia thì mới nghe người ta đồn đại ta nói là không biết làm sao hai bữa nay á là cái con gái của cái ông mà ở trong xóm trộm á thì người ta nói có một cái ông có đứa con gái ông tới mấy đứa con lận nhưng mà cái đứa con gái đó khi mà nó sinh ra đời á là gia đình màng ăn phát lên dữ lắm mà sau này giàu có luôn bởi vậy dù là con gái hồi đó thì cũng cũng có còn uh, trọng nam khinh nữ đó nhưng mà ông này cũng rất thương đứa con gái đó nghe thương cực kỳ luôn uh, không thua kém gì con trai đâu ông thương dữ lắm mà cái đứa con gái đó chỉ mới có 14 tuổi thôi trong nhà này cũng có anh của cô gái đó này nọ mà không hiểu sao hai ngày nay á cái cô gái này á nửa đêm nửa hôm nè thì cái gia nhân mà mà mà, mà canh giữ nhà cửa đó cứ là thấy cổ hoài thấy cổ đi ra mà giống như cổ đang nói chuyện với ai vậy đó nhưng mà lạ một điều là họ cánh rất là kỹ kiểu là cửa trước cửa sau là lúc nào cũng hai người hai người hết trơn á đi ra là khẳng định biết nhưng mà hỡi mỗi lần mà thấy cổ là chỉ thấy cổ nói chuyện với ai mà vui vẻ cổ phát cái tay cổ chào xong cổ đi ngược trở về lúc ra là không thấy mà lúc lúc về lại thấy thì ngày đầu thì còn là ờ ừ, có lẽ là là cổ đi ra và cổ giỡn hay hoặc là ừ, cổ dòm đến mấy cái người mà ở góc nhà đằng kia này nọ ha thì cổ chào này nọ thế nhưng mà ban đêm ban hôm cổ chào gì có điều cái phận đầy tớ cô chủ cổ đi vậy thì chỉ dám nói với ông chủ là ừ, thấy cô chủ tối đêm hôm cổ đi đâu ra ngoài và cổ đi vô cũng đâu có dám nói với ổng là ừ cái lúc mà đi ra tụi tôi không thấy nói vậy bị, bị chửi chết à bị trừ lương thậm chí là bị đánh đập nữa cho nên là họ sợ, họ mới giấu, họ nói là ừ, thấy cô chủ đi ra đứng ngoài đó chơi, chơi chơi hồi cô chủ đi vô. họ chỉ dám nói như vậy thôi. Thì cái ông cái người cha nè, cái người chủ nhà nè hỏi con gái, con gái mới nói là ừ, thì con ngủ không được, con đi ra con đi vô. Kiểu mà cưng á, thương dữ lắm cho nên là con gái nói vậy con không có dặn hỏi gì, tại vì dẫu sao nó có 14 tuổi và khi mà nó đi ra là vẫn trong cái phạm vi của người canh giữ có thể dòm thấy. Thì ông đâu có, la rầy làm cái gì Nhưng mà qua ngày thứ hai á Thì cái cô này á Cổ như cái người mắc hồn Cổ dòm mà đến cả cha mẹ cổ mà cổ dòm cổ không thấy Giống như, như đứng trước mặt cổ vậy đó mà giống như cổ dòm không thấy vậy đó Rồi hỏi là cổ nhận ra hay không Đưa mắt của cổ ngay vô mắt của cha mẹ cổ thì Cổ nói ai vậy ai vậy ngơ ngơ ngáo ngáo các bạn thì thật ra là cái cô này cũng bị con quỷ nó bắt hết một cái cái, cái hồn rồi bắt được hết một cái hồn rồi mà gia đình không có biết tưởng đâu con gái mình lâm cái chứng bệnh gì là mới đi cầu khẳng này, này kia rồi lại tự nạp con gái mình vô cái chỗ đó nạp ở đây là như thế nào là khi mà thầy thuốc này nọ nó nói là trong người khỏe không có gì hết trơn á chỉ có một cái là suy nhược làm như không có ngủ ngơi gì được chứ không có một cái vấn đề gì về sức khỏe cả thì hồi đó nó có hai cái trường hợp một cái trường hợp là bệnh sẽ đi tìm thầy thuốc và cái trường hợp thứ hai là sẽ đi tìm thầy bùa thầy pháp mà thầy bùa thầy thầy pháp quanh đây đó có thể nói là trước kia họ không có cái tác dụng võ là bởi vì những cái dòng linh ở chỗ đó đó họ khi mà ông tự vô ông ở này nọ rồi bà con lối sớm hương khói cho họ mà họ là những cái dòng linh tuy họ mạnh nhưng mà họ hiền họ chỉ giúp bà con là đuổi những cái 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 cái, cái, cái dông linh khác tới cái khu vực này giống như là nhát người này nọ họ đuổi đi có họ rồi thì những dông linh đó không có dám tới mà họ không quậy phá gì bà con người ta đâu có thuê mướn gì đâu cho nên là thầy pháp dần dần họ đi họ đi khỏi chỗ này họ không ở rồi bây giờ á cái miếu nó quá linh ứng như vậy cho nên là cái ông người cha này nè mới nghĩ là ừ bây giờ đi dắt con mình đi ra ngoài đó dắt con mình ra ngoài đó để cầu khẳng sinh thì đâu có biết được là từ trước đã cầu khẳng rồi vì vậy mà cái con quỷ này nó thấy cái cô cái cô này nè có cái quý tướng cái mạng số là 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 là, là uh, cái mạng số quý đó thì nó mới muốn bắt mạng cái cô này bắt cái mạng cái cô này đó. rồi nó nó có thể là nó nhập vô xác hay là nó làm cái gì đó là cái chuyện sau này mà trước hết là nó tìm cách để nó bắt mạng cổ tuy nó là con quỷ rất là mạnh nhưng mà nó muốn bắt mạng của một người mà đặc biệt một cái người cao số như cái cô này thì không phải dễ dàng mà nó dụ ra nó bắt được đâu nó phải cần thời gian thì nghe bà con kể tới đó rồi đó ông tự nó chết cha bây giờ nếu mà để cho đi vô trong cái miếu thì thế nào cũng là nạp mạng cho chằng rồi ông nghi rồi ông nói mấy đêm nay đi ra đi ra như vậy là ông nghi rồi bây giờ nghe bà con kể như vậy ông càng cảm thấy là mình suy nghĩ đúng chứ không có sai ông mới có lòng tốt đi thì thay vì cái nhà của cái ông đó đi là cái chỗ cái miếu á, là phải đi cần cái đường nào đường nào đường nào ông mới biết ông đón ông đón từ xa chứ ông đâu có dám là gần đâu mà ông đón không được ông đón không được cả nhà thí dụ như hai ba cái đường để đi lợi đó thì ông đón đường này gia đình đi đường kia ông mới nói chết rồi ông về tới cái đình, ông về tới cái đình mà ông gặp gia đình đang quỳ lại trong kia ông nói chết rồi, mà không những chết cái gia đình này cái cô gái này mà chết cả ông. Ông tự ông nói rồi, ông nói thầm trong đầu là chết rồi. Tại vì cái gia đình đó đi cái đường gần nhất ấy, là đi cái đường này. Ông đứng ngay cái đường gần nhất đó và cái ánh mắt của ông có thể dòm qua cái đường thứ hai hoặc là cái đường thứ ba. Vậy mà ông không thấy mà họ đi ngang ông không thấy họ đi cái đường khác thì ông biết chắc chắn là cái con quỷ này nó khiến rồi và nó đã khiến như vậy thì nó không cho ông thấy để chặn những người này lại và cho nên á thì nó cũng sẽ biết được ông muốn giúp đỡ những người kia là những gì mà ông từ ông giấu bao nhiêu lâu á cũng vì cái lòng tốt của ông mà ông bị bại lộ ông đã chết rồi thì bị nó bại lộ rồi thì ông ông chắc chết chắc sao mà ông sống nổi với nó con cái á thật ra đó là ông từ ngay cái thời điểm đó đó ông cũng tính là lợi dụng ban ngày ban mặt á kéo ra nói luôn kệ tới đâu tới ông cùng lắm bỏ xứ đi ông ở mình ên vậy đó nhưng mà sau đó ông mới suy nghĩ lại ông nói nếu như mà nó có thể bắt mạng được mình một cách dễ dàng thì ngay tại thời khắc mà mình gia mình đứng mình chờ mình chặn đường mình không còn suy nghĩ gì khác mình chỉ suy nghĩ là mình muốn cản cái gia đình này lại thì nó đã tìm cách nó bắt mạng mình lúc đó rồi vậy là nó chưa bắt mạng mình được ông tự cũng sáng suốt được cái điểm này nha nhưng không chắc chắn là ông đoán đúng đâu mặc dù ông sáng suốt nhưng mà chắc gì tối ông không bị nó dụ bắt mạng ông đó cái ông từ này ông mới đắn đo hoài ông mới đứng đó ông chờ đi Ông chờ cho đến khi mà cái gia đình đó cúng kiến xong cũng có cái cô gái đó đi theo thì ở lúc mà đi ra đó cái kinh nghiệm của ông từ ông giờ mình thấy là cái mặt cái này là cái mặt bị hớp hình hồn ông không phải ông không phải là thầy bùa gì gì gì, gì dữ dằn đâu nhưng mà do ông sống trong đó đó với rồi quen rồi đi đây đi đó cũng biết thầy này thầy kia những cái để nhận dạng gương mặt của người bị nhập nhận dạng gương mặt của người bị bắt một hồn một vía gì đó thì ông từ này ông ông dòm được thì ông dòm là ông biết rồi, ông biết rồi, cái ông mới nhanh trí đi, ông mới nói trời đất ơi, tôi là nghe bà con lối sớm á nói là, là 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 anh là dẫn cháu qua đây để vô trong đình cúng kiến cầu vị phù hộ đó, cho nên là tôi tính lại tôi cản cái okay, ông này mới nói là ủa vậy chứ cản làm chi sao mà biết tôi tới đâu cúng phù hộ mà ông từ cản tôi làm chi cản là tại vì mọi người không có lòng thành nha thì cái ông đó mới nói là ủa sao mà tôi không có lòng thành trước khi cúng kiến là tôi cũng đã kêu gia nhân này nọ à, mua đồ đủ thứ hết trơn rồi sao mà nói tôi không có lòng thành thì ông từ ông nói á lòng thành gì đang lý ra đó là nghe kể là ông muốn cái vị phù hộ cho con gái ông đúng không? Ừ đúng rồi. Vậy mà ông để cho cô đi chân vậy đó, chân đắt vậy đó đi vô. Thì cái sự thành khẳng ở đâu? Vị cần là càng sạch sẽ. Rồi tới cũng phải sạch sẽ nọ vị mới mới giúp được chứ. Ông nhanh trí ông nói cái đó cả nhà. Mà các bạn phải nên nhớ là ông tự có một cái 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 cách để xua đuổi những cái suy nghĩ khác trong đầu mình được nha. Bởi vì ông nghĩ vậy ông nói vậy ông nói như vậy rồi cái cái cái, cái gia đình này nó trời đất ơi thì con gái tôi ông tự nhắc tôi mới nhớ nó mang guốc nó mang guốc rồi nó cứ thơ thẳng thơ thẳng vậy cho nên nó đi lúc nào nó sức lúc nào tôi không hay đó thì bởi vậy tôi thấy là với lại đồ đồ cúng nè tôi muốn dặn là tôi ở đây tôi biết tôi biết cái vị trong đây thích những cái đồ cúng gì tôi muốn chặn lại để tôi cản để cho mọi người đi mua những cái đồ khác vậy mà 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 đi làm sao mất tiêu tôi không thấy thôi bây giờ lỡ vậy rồi ông từ tính làm sao ông từ thôi lỡ vậy rồi thì vị ở đây cũng cũng rộng lượng dữ lắm không có trách cứ gì đâu có điều á để tỏ thành ý thì tôi dắt ông ra chợ dắt cái cô này ra chợ nè rồi 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 à, mua thêm cái đồ đạc này về để cái món mà những cái vật phẩm mà, mà à, vị ở đây rất là thích ông này thì ông giàu có mà rồi ông thương con ông cho nên ông đã tin tưởng tới đây rồi thì ông từ nói ông nghe cái mới đi ra ngoài đó đi ra ngoài đó thì ông từ ông biết nha ông biết thế nào nó cũng đi theo à và thế nào nó cũng dòm theo mình để nó coi cái hành động của mình như làm sao cái ông tự mở nó tháng mấy mà chung với nó mà ông biết mà những cái thứ mà nó hay thích mà ông ông xin nó không cho cái thời điểm đầu á ông mới kêu mua những cái đó cái đó cái đó cái đó vậy cố ý mua những cái đó như vậy để cho nó dòm nó thấy như vậy nha thiệt các bạn quỷ thì quỷ nó, nó 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 tin thì nó tin chứ nhưng mà đâu phải là bất luận một cái gì nó nó cũng biết đâu đôi khi có những người người ta mạng lớn mạng cao hoặc là người ta không làm chuyện gì xấu xa trong tâm trí của người ta ngay thẳng thì nó không thể nào nhìn thấu được cái suy nghĩ của người những người đó chỉ có những người có cái tà niệm có cái ý nghĩ không tốt này nọ thì nó mới dễ dàng nó nhìn thấy thôi đó thì ông từ nào giờ ổng dài đây mai đó này nọ rồi ổng sống cái cuộc sống ở trong đình trong miếu như vậy bao nhiêu năm rồi thì ổng cũng nó tự rèn cho ổng một cái bản tâm không có mà nghĩ cái chuyện mà uh, không phải những cái chuyện tà tâm này nọ thì ổng đâu có nghĩ tới đâu đó. bởi vậy mới là ổng tu dưỡng cái tâm ổng có thể là xua đuổi những cái suy nghĩ không mong muốn ra cái okay. ổng về ông về tới cái đình rồi đó nghe thì ông ông cũng cho cái gia đình nó cúng kiến đàng hoàng vậy sau đó ông kêu dắt về đi mà ông từ là cái người ông 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 khôn ông biết là những cái thời khắc á nếu như mà còn để trong đó đó là những cái giờ đó nó dễ bắt thêm vía còn cái này á cái tới cái giờ mà dễ bắt đó ông mới dắt ra ngoài chợ rồi thanh thiên bạch nhật này nọ nó, nó muốn bắt cũng khó mới dắt về thì mai nhờ ông từ nghe nhờ ông từ cho nên là cái cô này cô không bị bắt thêm hồn vía nghe mà ông từ lúc đó cũng không biết chắc chắn đó không biết là nó có bắt được thêm cái hồn vía nào hay không nhưng mà ông biết chắc chắn một điều là tối nay thế nào nó cũng kiếm ông nếu như nó là một cái vị thằng nào đó đó một cái vị um, đem đến cái điểm tốt á, thì nó sẽ xuất hiện với một cái tư thái khác và đêm nay ông cũng có thể kiểm nghiệm được chắc chắn cái suy nghĩ của mình nó là quỷ hay là là, thần. thằng ông phải chắc chắn được 100% cái vấn đề đó Chỉ cần trải qua tối đêm nay thì thôi Nhưng cũng sẽ chắc chắn rằng Nếu như mà, mà lộ ra một cái sai lầm nào Thì khả năng ông Từ cũng không có thoát khỏi nó Tuy nói nó không có thể bắt mạng của ông Từ ngay một cách lập tức được Nhưng nếu như ông Từ làm cái gì mà ảnh hưởng tới nó Thì khả năng nó nó, nó liều mạng với ông Từ nó cũng sẽ làm Mà một người không có bùa chú như ông Từ khó lòng mà chống nổi nó thì không biết mọi sự việc sẽ ra làm sao. Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập tiếp theo. Cái phần chuyện ma xa xưa rất là ly kỳ và hấp dẫn này. Còn bây giờ thì bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.